mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm quê sắc xinh tươi, làm nên thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra chung ra vắng phố Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết Tết chúc cho nhau một năm thêm sung túc ăn vui, người nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tình mọi người. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong và lúc đêm nhà nhà cây mẹ vàng cây đỏ hồng thắm tươi, chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa, và kính chúc người sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đồ tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh chưng xanh chờ xuân đang sang. Kênh em nơi nơi khắp phố người người đi hái lộc, đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa, trong tiếng trong xuân lông phụng về đây sum vầy, phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Tựa chương trình tiệc tất niên 2018 và chào xuân 2019 của công ty Tân Dân với chủ đề cùng Tân Dân du xuân khắp ba miền sẽ chính thức được diễn ra.
trải ngon đồng qua đất trời ta lâu dài hoang xuống mìm lâu tận để cùng theo dõi đoạn clip giới thiệu về công ty Tân Dân sông Cửu Long. Nắm bắt nhu cầu này, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Tân Dân, tòa lạc tại 158C Phan Đình Phùng, phường Phú Cường, thành phố Bến Tre, không ngừng đầu tư kho bãi, phương tiện để cung cấp phân phối vật liệu xây dựng gồm xi măng, gạch, cát, đá và sắt thép cho các đại lý cửa hàng công trình trên địa bàn tỉnh. Không chỉ vận chuyển bằng đường bộ để tiết kiệm thời gian, công ty còn đẩy mạnh việc phân phối sản phẩm qua đường thủy chiếm 80% với gần 40 phương tiện đường thủy và đường bộ. Nhờ vậy, trung bình mỗi tháng, công ty cung cấp cho thị trường hơn 10.000 tấn vật liệu xây dựng và mong đợi trong tương lai sẽ tăng trưởng hơn nữa vì vừa đưa vào hoạt động kho hàng Mỹ Thành An có bến cảng sông. Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Dân, chủ công ty Tân Dân. Nguyễn Hồ Đăng Thi, giám đốc công ty Tân Dân. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các sự kiện của ông Nguyễn Vân Anh Tuấn, giám phó giám đốc công ty Tân Dân. Tiếp theo là phía đối tác. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía xi măng đại diện xi măng NC Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các sự kiện của ông Colin Terry, giám đốc tài chính NC Việt Nam. Tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các sự kiện của bà Đặng Thị Thanh Huệ, trưởng phòng kinh doanh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các hiện diện của bà Nguyễn Thị Kim Phụng, trưởng phòng thị trường. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các hiện diện của ông Đào Nguyên Khánh, trưởng phòng marketing. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hiện diện của bà Lê Thị Hải Đường, trưởng phòng dịch vụ khách hàng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các sự kiện của ông Long Quốc Cường, trưởng vùng Mekong Bắc.
Tiếp theo chúng ta xin được trân trọng giới thiệu cái sự hiện diện của ông Trần Hữu Tri, trưởng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân giới thiệu sự hiện diện của bà Đỗ Thị Thu Thảo, trưởng nhóm kích hoạt thị. Tiếp theo về phía đối tác đại diện xi măng Không Thanh, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và sự hiện diện của bà Trần Thị Tuyết, phó giám đốc kinh doanh. Phía xi măng Vision Hà Long, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cái sự hiện diện của ông Nguyễn Hoài Nam, trưởng phòng kinh doanh. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu cái sự hiện diện của đại diện Ngân hàng Đầu tư Phát triển chi nhánh Bến Tre. Và cuối cùng chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cái sự hiện diện của đại diện Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Tre. Và để khai mạc chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện công ty Tân Dương sẽ có được lời chia sẻ. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Hồ Đăng Thi, giám đốc của Tân Dương sẽ cùng tiến lên sân khấu chia sẻ đến tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời bà. Số khó khăn, thử thách và song song đó cũng là những cơ hội để chúng ta đạt được những thành công nhất định. Sở dĩ thử thách là vì như chúng ta đã biết là thị trường thì tốc độ đô thị hóa thì càng nhanh chóng, công trình lộ nông thôn thì ngày càng được mở rộng. Hứa hẹn đây là một cơ hội cho chúng ta là thị trường xi măng ngày càng sôi động. Nhưng thử thách là vì chúng ta là những đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng trực tiếp đến người tiêu dùng, vì vậy chúng ta phải lựa chọn những sản phẩm chất lượng, và đó cũng là chúng ta tạo uy tín để kinh doanh bền vững. Chính vì vậy mà nhận thấy được điều đó thì những quý vị vừa xem clip vừa rồi thì Tân Dân lâu nay hoạt động ở một kho Phú Hưng thì nay đã đi hoạt động thêm một kho ở huyện Thạnh An. Thì đây là tổng cơ sở tập trung văn phòng, kho bãi với mong muốn rằng trong tương lai sẽ cung cấp hàng hóa dịch vụ đến với khách hàng một cách tốt nhất. Và để đạt được thành công nhất định đến ngày hôm nay, Tân Dân xin chân thành tri ân đến các khách hàng đã đồng hành ủng hộ Tân Dân và rất mong trong tương lai tiếp tục sẽ nhận được sự ủng hộ, tình yêu và hợp tác của quý khách hàng. Thì năm cũ đã qua, năm tới cũng sắp đến, vì vậy Tân Dân xin chúc toàn thể quý khách hàng, quý đối tác được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và xin cảm ơn ạ. Vâng, xin được, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến là chia sẻ của bà Nguyễn Hồ Đăng Thi, giám đốc của công ty Tân Dân của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và giờ đây để Nguyễn Văn Dân, chủ công ty Tân Dân, và Nguyễn Hồ Đăng Thi, giám đốc công ty Tân Dân, ông Nguyễn Vân Anh Tuấn, phó giám đốc công ty Tân Dân, ông Thô Đi, giám đốc tài chính xi măng EC, và Nguyễn Thị Thanh Huệ, trưởng phòng kinh doanh xi măng EC, và Nguyễn Thị Kim Phụng, trưởng phòng thị trường xi măng EC, ông Hào Nguyên Khánh, trưởng phòng marketing xi măng EC, và Lê Thị Hải Đường, trưởng phòng dịch vụ khách hàng, và Trần Thị Tuyết, phó giám đốc kinh doanh xi măng Công Thanh, ông Long Quốc Cường, trưởng phòng Mê Công Bắc, ông Trần Hữu Trí, trưởng phòng thành phố Hồ Chí Minh, và Đỗ Thị Thu Thảo, trưởng nhóm kế hoạch kinh doanh thương hiệu, ông Nguyễn Văn Dũng, phó giám đốc xi măng Vision Hà Long, ông Nguyễn Hải Nam, trưởng phòng kinh doanh xi măng Vision Hà Long, và đại diện của ngân hàng đầu tư, đại diện của ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Bến Tre, cũng như đại diện của ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bến Tre. Chúng ta cùng tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức vui tươi và chúc mừng năm mới. Và chúng ta cũng xin được trân trọng kính mời đại diện của ngân hàng 2019. Thank you.
sẽ cùng đến một vài quý vị nha. Và với giây phút này, hy vọng rằng công ty Tân Dân cùng với các đối tác, các khách hàng sẽ luôn đồng hành cùng với công ty Tân Dân trong thời gian sắp tới. Và chúng ta cùng chứng kiến giây phút thật tiên đi với giây phút vui chào mừng, chúc mừng cho năm mới 2019. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
top 3 trong danh sách những cửa hàng đã được sản lượng cao nhất năm 2018 của chúng ta. Chúng tôi xin được chúc mừng top 3 doanh nghiệp tư nhân Trường Thịnh. Và tiếp theo, top 4 đã thuộc về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc thú y thủy sản Tấn Lợi. Và cuối cùng, top 5 của chúng ta, chúng tôi xin được chúc mừng cửa hàng vật liệu xây dựng Mỹ Thành. Và xin được kính mời đại diện của top 5 đơn vị đạt sản lượng cao nhất năm 2018 của Tân Dinh. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiến vào sân khấu để đến với chương trình quà. Mỹ Thành, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuốc thú y thủy sản Tấn Lợi, đại diện doanh nghiệp tư nhân Trường Thành. Chúng ta sẽ được trân trọng kính mời đại diện cửa hàng vật liệu xây dựng Tư Lợi. Và cuối cùng chúng ta sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng dịch vụ Hoàng Hải sẽ cùng tiến về phía khu vực sân khấu. Và chúng ta cũng sẽ được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Nhân, chủ công ty Tân Dân, và Nguyễn Hồ Đăng Thi, giám đốc công ty Tân Dân, và ông Nguyễn Văn Anh Tuấn, phó giám đốc công ty Tân Dân, sẽ cùng tiến về sân khấu để trao cúp cũng như là bó hoa tươi thắm để đến cho top 5 đơn vị đạt sản lượng cao nhất năm 2018 của chúng ta. Chào hai chị em của top 5 đơn vị đạt sản lượng cao nhất 2018 sẽ cùng tiến về phía khu vực sân khấu. Trong năm vừa qua đã luôn đồng hành gắn bó cùng với Tân Dân và hy vọng rằng là trong những năm sắp tới các đơn vị của chúng ta cũng như những đơn vị còn lại. Và hiện nay chúng tôi xin được Tân Dân cũng như là gửi đến các đơn vị chúng ta chúc cùng với lần hoa tươi thắm, chúc cho các đơn vị chúng ta sẽ luôn mãi đồng hành cùng với Tân Dân trong những năm tiếp theo. Và cho ban giám đốc của công ty Tân Dân, xin được cảm ơn tất cả các đơn vị đã đồng hành cùng với Tân Dân trong suốt thời gian vừa qua. Đặc biệt hai dân một tràng pháo tay lớn lao nhé. Chúc mừng cho. Vâng, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn và chúc mừng cho năm đơn vị, top 5 đơn vị đạt sản lượng cao nhất năm 2018 và xin được cảm ơn ông Nguyễn Tân Dân và Nguyễn Hoàng Anh Thi và ông Nguyễn Văn Anh Tuấn rất nhiều đã tham dự những cúp cũng như bó hoa tươi thắm để cho năm đơn vị đạt sản lượng cao nhất năm 2018 của quý vị. Trong suốt thời gian vừa qua và đã đạt được những cùng kiến thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và không biết là quý vị nào chúng ta sẽ là người may mắn trong những hoạt động tiếp theo với những chương trình buổi tối ngày nay. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy dành ra 30 giây thôi quý vị, chúng ta đứng dậy làm khởi động với ban tổ chức được không ạ? 30 giây thôi quý vị nha. Rồi bây giờ luật chơi như sao, rất dễ đúng không ạ? Xin mời quý vị, các em nhỏ chúng ta đứng dậy luôn đi ạ. Các em nhỏ đứng dậy luôn nha. Đây là một tiết mục, có thể nói là một tiết mục này được rất nhiều nghệ sĩ đón nhận đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì ban tổ chức của công ty Tân Dân cũng muốn mang đến tiết mục này cho tất cả quý vị, một tiết mục mà cả nghệ sĩ Trấn Thành, Trường Giang cùng với tất cả những nghệ sĩ khác đều tham gia rất hào hứng. Và hy vọng là ngày hôm nay tất cả quý vị cũng sẽ tham gia rất nhiệt tình trong 30 giây sắp tới, quý vị đồng ý không ạ? Dạ, đồng ý dành cho em một tràng pháo tay để bắt đầu tiết mục này quý vị nha. Tiết mục chúng ta như sau quý vị, chúng ta sẽ có một đoạn nhạc trong thời gian 30 giây và quý vị chúng ta hãy mà nghe nhạc thì quý vị hãy cùng nhau sáng tạo ra những điều nhảy làm sao mà chúng ta ấn tượng nhất. Và sau khi âm nhạc kết thúc, chúng ta dừng lại ở tư thế mà chúng ta đang nhảy múa đúng không ạ? Hy vọng là với tiết mục này thì cameraman sẽ lưu qua cùng với là flycam sẽ ghi lại. Hãy sáng tạo những điều nhảy quý vị nha. Âm nhạc music. Chúng ta còn phải có sự chăm sóc để chúng ta có được tinh thần tốt hơn đúng không ạ? Chính vì vậy mà nhà phân phối Tân Dân đã chuẩn bị cho chúng ta những phần quà bốc thăm, đó chính là những sản phẩm chăm sóc sức khỏe có giá trị nhất. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với giải thưởng đầu tiên, đó chính là giải 3 với sản phẩm cũng như phần quà đầu tiên, đó chính là tai massage vai cổ gáy. Dạ, với sản phẩm này với thương hiệu Biore, sản phẩm là sản phẩm massage mang lại cho tất cả các quý vị chúng ta sự thư giãn với thiết kế dạng đeo vai gọn nhẹ nè, nên phù hợp sử dụng tại nhà hoặc là tại văn phòng cũng được quý vị ơi. Và sản phẩm với 4 đầu massage, 2 đầu nóng cùng với 2 đèn chiếu sáng xoay theo cặp giúp cho massage vùng lưng nè, vùng vai và vùng cổ, vùng gáy rất thoải mái, giúp cho cơ thể của tất cả quý vị chúng ta
ta sẽ thoải mái và thư giãn hơn nữa, xóa tan đau nhức mệt mỏi ngay sau những ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Và giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với sản phẩm này. Không biết là phần quà này sẽ thuộc về quý vị nào đây? Xin mời bạn BG dễ thương chúng ta sẽ cùng di chuyển xuống khu vực phía dưới và chọn ra một khách hàng có trang phục đẹp nhất trong buổi tối gần đây. Chúng ta bốc thăm lá thăm đầu tiên xem thử ai sẽ có trang phục đẹp nhất để chúng ta bốc thăm. Dạ, xin mời cô. Dạ. Đầu tiên cô sẽ là người đầu tiên chọn ra giùm con một lá thăm. Dạ. Xem thử ai sẽ là người may mắn quý vị. Dạ rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ nhân của giải thưởng chúng ta là ai quý vị nha. Và xin mời cô đi đây. Dạ. Ai ạ? Công ty xây dựng Hồng Ngân. Xin chúc mừng đại diện của công ty xây dựng Hồng Ngân. Có đây không ạ? Công ty xây dựng Hồng Ngân. Có chưa? Dạ, xin mời công ty xây dựng Hồng Ngân lần thứ hai. Quý vị ơi, quý vị nào cũng là chúng ta massage vai cổ gáy với thương hiệu Bio đi. Tiếp theo xin chúc mừng chủ nhân tiếp theo đã thuộc về. Dạ, doanh nghiệp tư nhân Mỹ Phương ạ. Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Phương đã có, xin chúc mừng anh và xin mời anh cùng tiến về phía khu vực sân khấu. Cảm ơn chị. Mời lên đây ạ. Thành phố dạ. Anh là chồng của dạ chị Phương đúng không ạ? Và kính thưa quý vị, và với giải thưởng đầu tiên này thì chúng ta xin được trân trọng kính mời bà Trần Thị Thiết, phó giám đốc kinh doanh xi măng Công Thanh sẽ cùng tiến sân khấu trao giải thưởng dành cho chủ nhân đầu tiên may mắn của chúng ta. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với giải thưởng đầu tiên dành cho chủ nhân may mắn của chúng ta, đó chính là giải ba tay massage vai cổ gáy Biore với công dụng làm cho chúng ta thư giãn hơn trong những ngày làm việc mệt mỏi đúng không ạ? Xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay chúc mừng cho chủ nhân may mắn. Một lần nữa xin chúc mừng cho bữa nay thu nhã hào hoa đúng không ạ? Và giờ đây thì chúng ta sẽ mời bốn cô gái nữa, và theo khảo sát của ban tổ chức đúng không ạ, đã đi khảo sát từ đầu chương trình thì có bốn cô gái được bầu chọn là những người phụ nữ có trang phục đẹp nhất trong buổi. Xin mời đại diện của cửa hàng bộ đường xây dựng Tấn Đạt. Ai ạ? Dạ xin mời bộ đường xây dựng Thu Thủy. Dạ ở đâu ạ? Đấy lại là những người phụ nữ rất là dễ thương, rất là sân khấu, là chủ cửa hàng bộ đường xây dựng Út Sang đến từ Châu Thành. Một tráo tay chúc mừng cho bốn cô gái này trước đó được sân khấu rất cao. Bây giờ xin mời các chị, dạ bây giờ nè, các chị hãy nhìn trên sân khấu, bốn anh là chúng ta, xin mời bốn anh lùi ra phía sau và đứng sát nhau đi ạ. À. Các chị ở lại nha, đứng sát nhau giùm em. Đây, bắt đầu! Đã có, đúng là các chị đang rất tin tưởng đúng không ạ? Lựa chọn đúng hàng xe và chúng ta mong muốn, dạ. Đây, xin mời, đấy, rất là hợp đúng không ạ? Và rõ ràng chúng ta thấy là các cô gái chúng ta, mỗi người một vẻ 10 phần vẹn 10, ai cũng có sự lựa chọn riêng cho mình đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với một thử thách sau đây. Liệu không biết là các cô gái, các chị của chúng ta có chọn đúng người hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách. Đó chính là một thử thách rất đặc biệt mà ban tổ chức đưa ra dành đến cho các chị. Đó chính là giải thưởng dành cho tân dân thanh lịch. Dạ, nghĩa là thanh lịch như nào ạ? Thanh lịch nghĩa là chúng ta sẽ có những cái động tác, những cử chỉ, những hành vi làm sao để chúng ta trang nhã và ấn tượng nhất đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ thử thách đi sao? Xin mời các chị các anh chúng ta lùi ra xa 3 bước. Dạ. Nắm tay chân tay, di chuyển thật thanh lịch lên đây, dáng điệu thước tha chào khán giả giống như một người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Sau đó chúng ta di chuyển sang trái hoặc di chuyển sang phải cũng được, chúng ta chào khán giả đúng không ạ? Và cuối cùng đi thước tha làm sao thể hiện được tà áo dài của mình cùng với dáng điệu người mẫu, chào khán giả lần thứ ba và cuối cùng chúng ta quay trở về, chào kết thúc là chúng ta quay về xem ai sẽ có dáng điệu đẹp nhất quý vị nha. Chịu thôi. Rồi anh tên gì ạ? Anh tên Lễ. Anh tên Lễ, một thành viên với một nơi rất là xa lạ đúng không ạ? Tiếp theo xin mời anh giới thiệu anh tên là gì, đến đâu rồi? Tên Hoàng, tới từ một cái bạn. Đó, anh Hoàng của chúng ta đúng không? Bỏ tay cho anh được không ạ? Là có buổi cho chàng trai thứ hai. Tiếp theo xin mời anh thấy anh là có một cái tư thế nè, cũng như là khuôn mặt được gọi là rất là an ảnh luôn. Và anh sẽ giới thiệu cho mọi người, mọi người biết anh tên gì và đến từ đâu rồi? Anh tên Nhật, đến từ công ty Kim Tiến. Bố, chào được chờ chúng em nè, bỏ tay.
Và cuối cùng thành viên thứ tư chúng ta, một chàng trai có một bộ trang phục rất là ấn tượng luôn và rất là xinh đẹp với cô gái của chúng ta đâu mà. Anh hãy giới thiệu cho mọi người được biết đi ạ. Em Trầm Trân là nghệ sĩ Diễn Xuân Anh. Em tên Hiệp. Một bạn Hiệp, một bạn rất là trẻ đúng không ạ? Hôm nay bạn nhiêu tuổi rồi? Hôm nay 19 tuổi anh ơi. À, 19 tuổi và không biết là với độ tuổi trẻ trung như thế này, không biết có thể hiện được độ thực lực hay không. Mọi người có trợ lấy một chàng có tay được không ạ? Cảm ơn tất cả các chị rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cặp thi đấu đầu tiên. Hãy cùng theo dõi nha. Âm nhạc là chuẩn bị sẵn sàng chưa? Và hãy chọn cho mình một tư thế, một dáng điệu làm sao thể hiện nét thanh lịch nhất của Tân Dân. Rồi, chuẩn bị. Hãy xem liệu là đội số 1 chúng ta sẽ thể hiện như nào bằng... Dạ, thôi học quá quý vị ơi, không biết là đoạn nhạc của đội số 1 sẽ như thế nào đây. Sôi động hay là nhẹ nhàng hay là trẻ trung hay là duyên dáng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với điệu nhạc dành cho đội số 1. Đội số 1 chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hãy suy nghĩ. Và 3, 2, 1, bắt đầu. Ủng hộ cho đội số 1. Tiếp theo, xin mời đội số 2. Ngang đội số 1 đúng không ạ? Không biết đội số 1 gì đó. Bây giờ xin mời quý vị hãy bên chọn cho đội số 1. Quá tuyệt vời. Như vậy chúng ta đã biết đội nào chiến thắng đúng không ạ? Đội chiến thắng chúng ta đã thuộc về các thành viên đến từ đội số 1. Xin mời hai thành viên chúng ta lên phía trước. Và với giải thưởng này, ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn ông Stefan Kopp.
trao giải thưởng giải nhất dành cho 19. Dạ xin mời chị nào xung phong bốc quà cho em đi ạ. Ai sẽ xin mời chị sẽ chọn dùm em một lá thăm nha. Xem thì ai sẽ là người may mắn đạt được giải gì của chúng ta. Xin chúc mừng chủ nhân giải gì đã thuộc về một đại lý tiếp theo. Xin mời chị sẽ công bố dùm em thôi ạ. Xin chúc mừng cửa hàng vật liệu xây dựng Nam Phố. Có chưa ạ? Dạ. Cửa hàng vật liệu xây dựng Nam Phố đã có chủ nhân may mắn, xin chúc mừng chị, quá tuyệt vời. Em xin được trân trọng kính mời. Một cái tay mời, một cái tay thật lớn để chúc mừng cho chủ nhân may mắn của chúng ta, kính thưa quý vị. Ngày xưa đúng không ạ? Vận môn tục. Và với môn này thì đa số bà con của chúng ta trước đây á, thì chứa đựng rất nhiều những cái điều mà chúng ta ác cảm với bộ môn nghệ thuật này đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên bộ môn nghệ thuật này chứa đựng rất là nhiều những loại hình nghệ thuật trong đó, giống như là có hát nè, có hò nè, có cải lương nè, cũng như là có tấu hài nữa. Hiện nay á, thì chúng ta vẫn còn ác cảm với bộ môn nghệ thuật này bởi là họ cho rằng nó truyền hoạt bởi những cái người mà sáng tạo ra được một người môn của môn nghệ thuật này là đó, một người đẹp rực lửa bất diệt như cái đàn cày đây. Vâng, lần đầu tiên Lan Thu Quyền thay mặt tập thể sân khấu Lô Tô Sài Gòn Tân Thời xin qua gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Vâng, em là Nhã Vi, em xin mến chúc toàn thể anh chị mình dùng một buổi tối thật là ngon miệng, ấm áp bên người thân và gia đình. Xin chào ạ. Vâng, lần đầu tiên thì bà bộ cũng đầu năm mới thì bà bộ xin chúc tất cả quý vị an khang thịnh vượng và làm ăn phát tài ạ. Kính thưa quý vị cả nhà, thì em tên là Nguyễn Lộc, thì hôm nay em đến đây em muốn gửi lời chúc sức khỏe đến với quý quan khách cũng như là anh chị đã đến đây chung vui với lại ba con là thiếu, năm con là dư, bốn con là đủ, quý vị lưu ý giùm em ha. Và xin mời quý vị. You guys will holding a ticket of Saigon to the lottery like this. Don't check for me. It's round. Four number eight is not. Three number is missing. Five number is too much. If the number in the paper. Thank you. Thank you. Và quý vị ơi, và bây giờ tất cả các đơn vị đang thảo luận một điều thuận lợi đầu tiên.
chào chú phục vụ bé là ông bác mình luôn. Và bé đầu tiên để lớp lên theo vòng loại đầu tiên xin gửi đến quý vị. Rồi cười một mình đang là la 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 la.
phải lo thực hiện kế hoạch cho chu toàn, hạn chế sân con giữ gìn mà sức khỏe, nuôi con cho khỏe dạy trẻ mà dọn ngoan, việc nước lo toan việc nhà mà cũng tốt. 41 hai gì ra, hai gì ra, hai gì ra về đâu châu đông hà tiên lòng thì gánh giá mỹ bò mừng mừng. Rồi, 19 giờ chưa qua. 19 thì đã có 1. Số 3. Số 3 có 2. 38. 38 có 3. 48. Hợp lệ. Chúc mừng các anh. Đó. 19 giờ chưa qua. Rồi, xếp hàng ở bên. Trời ơi, mấy đứa kính bóng kính giật, kính bóng kính giật. Yeah. Đó, từ từ nha. 19. Có 1. 27. Có 2. Số 52. 52 có 3. Số 3. Hợp lệ tư quý. Chúc mừng chị, chị gọi chị xếp hàng vô giùm em nha. Rồi y chang luôn. Rồi luôn. Rồi đứng kế bên một hàng chị em. Thưa quý vị, và dòng đợi đầu tiên chúng em có sơn thì 6 người có 6 người chờ may mắn trúng thưởng đúng không ạ? Và với phần quà này, ba tổ chức xin được trân trọng kính mời chị Nguyễn Hồ Đăng Thi, giám đốc của công ty Tân Dân. Chúng tôi cũng sẽ lưu ý với tất cả quý vị, hồi nãy chúng ta chờ tới đâu thì giữ vé tới đó nha, ai chờ đợi thì có cơ hội chờ chứ. Nó tạo dáng đó anh. Trời ơi, anh chờ quá hả? Bà nội ơi, làm gái nhà lành giùm tao. Vâng, xin mời quý vị, chúng ta dành một tràng tay chúc mừng cho 6 chủ nhân may mắn đầu tiên. Với hệ thống tiếp theo chúng ta đó chính là để massage xe Bước Ogawa OZ 0938. Với giải thưởng này, đây là một trong những chiếc máy để massage xe Plus Ogawa cao cấp nhất, giúp cho xoa dịu căng thẳng mệt mỏi nè, làm lưu thông khí huyết nè, đặc biệt hơn nữa làm cho cơ thể chúng ta giải tỏa được những các áp lực cơ thể và tinh thần. Ngoài ra thì việc sử dụng thường xuyên còn hỗ trợ điều trị các căn bệnh như là về gân thốt nè, về tim mạch nè. Đặc biệt hơn nữa là với sản phẩm này thì nếu như quý vị nào mà chúng ta sử dụng thường xuyên đó thì rất tốt cho sức khỏe luôn. Và bây giờ thì với sản phẩm bây giờ xin mời trước tiên thì xin mời cô ba ơi dừng lại đây đi ạ. Bây giờ xin mời các chị nào, dạ xin mời chị nào ạ, đây này, xin mời anh áo đen tiếp cuối cùng đi ạ. Anh trai của chúng ta đây là một việc là tiền chơi game show đúng không ạ, sẽ tỏ ra xem cái ai sẽ là người may mắn trong chương trình chúng ta ngày hôm nay với giải đặc biệt. Là chủ nhân may mắn ăn một phiếu nè em ơi. Và bây giờ anh sẽ công bố luôn cho mọi người biết chủ nhân may mắn chúng ta trúng giải đặc biệt là anh. Chủ nhân của giải thưởng sẽ là của chúng ta. Đó chính là một chiếc máy massage xe Thư Lợi. Một lần nữa xin được chờ trân trọng kính mời và Nguyễn Hồ Đăng Thi, giám đốc công ty Tân Dân. Và xin cảm ơn và một buổi hội thi giám đốc của chị.
Rồi số 9 có 1 24 24 chưa có 24 chưa có gì yeah. Thấy chưa? Đó tôi biết đó mà thế nào cũng có trường hợp này. Cho về đi con. Rồi cái nào? Đúng thì còn 21 có 1 14 có 2 38 có 3 43 có đủ. Hợp lệ ở lại nè. Giỏi. Cái hợp lệ có dò hàng nào á. Rồi số 9 có 1 21 34 43 y chang. Rồi chúc mừng anh. Rồi con trai cái hàng nào số 3 21 48 và 55 hợp lệ. Rồi chúc mừng. Rồi đây luôn y chang. Đâu mà hàng nào đâu y chang. Số 2 chưa có 1 21 2 36 3 44 lụm lúa. Chúc mừng. Trời ơi y chang anh ơi cái giá kia. Rồi y chang luôn. Rồi 14 có chưa? Dạ có 1. 52? Dạ có 2. 27? Dạ có 3. 40? 43 hả chị? 43 lụm gạo. Rồi chúc mừng chị y chang luôn. Rồi hình như là nó bắt hành sao mà chứ. Trời thật ơi. Số 9 có chưa chị? Dạ có chứ chưa chị. Rồi chúc mừng chị luôn. 29, 34, 44 và 52 lụm gạo. Chúc mừng. Rồi y chang, trời ơi, bỏ tin hai hàng luôn, bắt đầu hàng nào cũng trúng hết trơn quý vị. Dễ sợ. Chúc mừng anh. Hai hàng thì một phần quà cho một bà bd, lãnh bà nào cũng được nha. Rồi đó. Cái gì vậy, tôi lãnh bd đâu lãnh đàn ông đâu. Số 2 có chưa chị? Nhất chưa chị. Rồi chúc mừng anh luôn. Rồi 14, dạ mấy con kia thuộc luôn anh. Có 14. Dạ y chang. Rồi y chang. Rồi em nhìn nước mà lại biết có tin hay không liền. 16 có chưa chị? Dạ 16 có 1. Rồi chính xác luôn. Rồi anh trai cuối cùng. Chúc mừng anh. Đó sơ xịa. Rồi em bây giờ là thôi. Xin mời. Và và chúng ta đang kể đến cái chuyện và trao cho mình nó liên cùng với
mắn giống như trong ngày lần này nhé. Cảm ơn các chị rất nhiều. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn ông Nguyễn Trang Dân, chủ công ty Tân Dân đã ra những phần quà may mắn dành để cho chúng ta. Ông lớn cái em, ông cái em, ông cái em. Rồi lấy phần quà đưa cho nó ăn cái đây. Ừ. Đọc tên lên có hiểu gì. Ê, đó, dẫn đưa cái chữ ra ngoài con. Đưa cái chữ ra ngoài. À, rồi, ok. Phong ba cái này, phong ba cái này. Phong ba cái này. Phong ba, phong ba. Nếu mà có mang tên thì thầm mùa xuân mà quý vị cũng thầm. Mùa xuân đã trao cho em. Sau đây sẽ là một ca giọng cổ hơi dài. Trên bờ kinh ngà bảy cô gái năm xưa chẳng thấy xa. Chào con số sao? Nhạc không? Con số sao? Con số sao? Con số sao? Con số sao? Còn mấy gì đây mấy gì ta? Còn mấy gì đây mấy gì ta? Người yêu ơi, anh đang mở quang trong trái tim này. Anh đang mở quang xuống một đời. Đang mở quang dẫu chàng đã mỏi và dù sao đi nữa. Anh vẫn đang mở quang, đang mở quang là con số một. Con số một, con số một mấy thì ra mấy thì ra năm thì ra năm thì ra. Cái nhà em dùng cái cột mà em không tiêu. Phó giám đốc công ty Tân Dân sẽ cùng chính là sân khấu ra phần quà may mắn gửi đến cho các chủ nhân may mắn chúng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình hít lên lên đôi tinh thần. Chúng ta sẽ di chuyển lên nhiều sân khấu luôn quý vị ơi. Quý vị ơi, xin mời các bạn, chúng ta sẽ đứng ăn cùng với tất cả mọi người. Chúng ta di chuyển mình hít cùng sân khấu luôn nha. Chào xuân 2019 của công ty Tân Giang cũng xin được khép lại. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình, xin được cảm ơn tất cả quý vị đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay và kính chúc cho tất cả quý vị chúng ta sẽ có một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Thank you.